Đây các bác, một mẫu máy phải nói là siêu đẹp cho bác luôn đúng không ạ? Con này là nhá bác nha, mặt trên là đẹp bằng nhôm phay xước luôn đây ạ. Nhìn nhá, nhôm phay xước. Con này đấu giá từ Nhật về, tất cả những mặt hàng em tuần đấu giá từ Nhật về hầu như là bàn phím 15,6 inch hết. Bởi vì người Nhật người ta thông minh lắm, 15,6 inch là nó sẽ có cái bàn phím số đây này, làm việc rất là tiện. Hệ thống loa này bác nhìn này nhá, quá chất lượng chưa ạ? Con này các bác, các chú, các anh làm văn phòng giảng dạy rồi các cháu học thoải mái đi. Con này cấu hình quá thoải mái luôn. Cấu hình thoải mái luôn ạ. Lenovo 310 nhá. ThinkPad 310. Bàn phím còn zin tất. Đấy, con này nhìn này. Quá đẹp luôn. Đấy, con này chip Intel Core i3. À, có một số bác thì không hiểu đấy, nhiều bác cứ thích phải Core i7. Con chip Core i7 mà đầu đầu 3-4 thì không thể bằng con Core i3 đâu. Đây này các bác, em gõ lệnh cho bác nhìn này. Gõ luôn cho bác đây này, bác nhìn chưa, con chip này chip Core i3 tận đầu 6 cơ nhé, đầu 6 đây ạ, 6006U này. Còn con chip mà Core i7 mà đầu 3 với đầu 4 ý, không bằng nó đâu ạ. Nên một số bác thì không nắm được, hoặc là chip Core i5 mà đầu 3 đầu 4 bình thường, đây chip Core i3 như tận đầu 6, ok chưa ạ? Em Tuấn cứ phải nói luôn như vậy để cho một số bác thì các bác nếu mà các bác nào không biết về máy thì cứ thấy ôi chứ có i3 không bằng i7 đâu. Bác nhá, đây đời mới đời cao đấy, RAM 8GB. Con này các bác các chú các anh làm văn phòng giảng dạy đi học giảng dạy rồi văn phòng rồi kể cả game online tất cả các chức năng ok hết mà máy lại mỏng đẹp, máy mỏng đây bác nhìn này. Đấy. Để cho bác mức giá thấp nhất cho ngày hôm nay 3.999.000 nhá. Không kiếm được con máy nào như này đâu. Em đố các bác kiếm được đấy. Em đố các bác kiếm được đấy. Ok chưa? Đấy. Kiếm đâu ra? Được chưa ạ? Còn có cả ổ DVD ROI nữa cơ. Ổ C đấy, ổ tài liệu đây. Chưa? Không kiếm được đâu bác ơi. Kiếm những con máy như này. Đấy. Để về hình thức máy nhá. Cấu hình. Là bên ngoài đây. Ngoài là gọi là sơn, gần như là sơn hơi bóng Lenovo. Lenovo mỏng cho bác nhìn, mỏng chưa ạ? Mỏng như thế này còn mỏng thế nào nữa, làm gì có laptop mà mỏng nữa. Mỏng thế này thôi. Ở đây khe này khe cắm thẻ nhớ này, rắc cắm loa 3.5 này, cổng USB này, cổng HDMI và cổng VGA để dùng để hai cổng này bác nhé, HDMI và VGA để dùng để trình chiếu, để giảng dạy lên máy chiếu hoặc TV, cổng mạng, cổng sạc, ok chưa? Sang bên này tiếp tục là hai cổng USB nữa và một cái ổ đĩa, một khay đĩa này, ổ đĩa DVD có đầy đủ sạc cho bác nhé, có đầy đủ sạc theo cho bác luôn. Mức giá này là mức giá thấp nhất, bác nào có nhu cầu liên hệ với em 3.999.000. Giá em Tuấn đưa ra không phải là em Tuấn đưa ra để cho các bác đưa ra để là giá chào báo bán, chứ không phải đưa ra để các bác mặc cả đâu. Bác nào mặc cả không phải gọi cho em, riêng tính của em bán hàng rõ luôn, đã mặc cả không phải gọi cho em. Đây màn nó như thế này, gọi không phải gọi cho em nhé. Hàng lại còn hàng này em đấu giá từ Nhật về nên trên bàn phím nó có cả tiếng Anh và tiếng Nhật luôn. Về các bác cũng dùng máy bình thường. Một số bác đặt ra những câu hỏi, thế sau này nhớ cái bàn phím nó hỏng, bàn phím này ở trên VN Việt Nam mình có hết bác ạ nhé. Em muốn giữ bàn phím zin thôi, còn bác muốn thay bàn phím ở tại Việt Nam mình, bàn phím đời này có hết, không thiếu cái gì cả. Nói tóm lại chả thiếu cái gì, không thiếu cái gì cả, ok chưa? Đấy, bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Hẹn các bác clip sau nhé. Chào các bác. Ok chưa?